ren ha, đầm ren. Cái này là hai lớp nha, bên trong là một chiếc đầm hai dây ha, bên ngoài một chiếc đầm ren rờ nha. Ở đây là ren, ren thêu rất là đẹp luôn ha, ren cao cấp. Ren rất là đẹp, ren full cái đầm luôn ha. Cái này là size L ha, là dành cho mấy bạn từ 55kg đổ lại là mặc vừa thôi nha. Đầm có hai lớp ha, đây là dây kéo dài luôn nè. Và giá cũng rất là mềm luôn, chỉ có 360 là một chiếc ha. Đầm ren rất là đẹp, ren mềm mềm mặc không gây ngứa ha, rất là mềm mại dễ chịu nha. Đầm này là hai cái rời ha, hai cái tóc rời ra nha. Ren rất là đẹp luôn nè, các bạn thấy không? Ha, trước ngực của nó là sẽ có một lớp vèo